VinFast hợp tác với Gotion Hitech nghiên cứu và sản xuất cell pin LFP cho xe điện. Pin LFP hiện là công nghệ pin phổ biến nhất trên thị trường xe điện toàn cầu, với điểm vượt trội về độ an toàn, tuổi thọ cao, không sử dụng các nguyên liệu hiếm, có nguồn cung hạn hẹp, đặc biệt gây tác động tới môi trường như coban, mangan. Pin LFP có chi phí cạnh tranh, giúp giảm giá thành sản phẩm và phù hợp với các dòng xe ô tô điện cỡ nhỏ. Gotion Hitech là một trong những doanh nghiệp sản xuất pin hàng đầu của Trung Quốc cũng như trên thế giới, chuyên sản xuất pin LFP cho các dòng xe điện thương mại, trạm lưu trữ năng lượng và các ứng dụng khác. Đây cũng là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, phát triển và sản xuất, sở hữu hàng ngàn bằng sáng chế và ứng dụng công nghệ được cấp phép. Hiện, Gotion Hitech đã thiết lập 8 trung tâm R&D tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Đức và Ấn Độ. Bên cạnh đó, Vingroup đã thành lập công ty cổ phần giải pháp năng lượng VinES nhằm phát triển các giải pháp và sản xuất pin năng lượng dành cho xe điện. VinFast cũng đã lên kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất pin sạc tại Mỹ và châu Âu phục vụ cho chiến lược vươn ra quốc tế trong tương lai. Với thông tin này thì cá nhân mình cho rằng là VinFast sẽ có thêm nguồn pin cực kỳ dồi dào để sản xuất ô tô điện trong tương lai. Hiện tại thì VinFast đang hợp tác với LG Chem, một trong những nhà sản xuất hàng đầu đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Tuy nhiên thì như các bạn được biết, cuộc cách mạng về ô tô điện đang bắt đầu diễn ra một cách vô cùng mạnh mẽ ở trên thế giới. Nếu như VinFast không chủ động tìm kiếm thêm các đối tác sản xuất pin phục vụ cho dây chuyền sản xuất xe điện cung ứng cho các thị trường trong tương lai, thì các ông lớn sẽ nhảy vào để thâu tóm độc quyền với các bên cung ứng pin. Từ đó cuộc chơi sẽ càng ngày càng khó khăn hơn với các hãng xe mới như là VinFast. Được biết, Gotion Hitech là một trong những công ty công nghệ của Trung Quốc đang hoạt động tại rất nhiều các quốc gia với trọng tâm là phát triển và sản xuất pin năng lượng. Được thành lập vào năm 2006, Gotion đã trở thành doanh nghiệp sản xuất pin đầu tiên của Trung Quốc được niêm yết lên trên sàn chứng khoán. Sở hữu 10 cơ sở sản xuất tại Trung Quốc, Gotion có thế mạnh trong các loại pin cho xe điện, các dự án lưu trữ điện, các thiết bị truyền tải và phân phối điện cũng như các lĩnh vực năng lượng mới. Bên cạnh đó, hãng này đã thiết lập 8 trung tâm R&D tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Đức và Ấn Độ với hơn 2.000 kỹ sư và nhà khoa học chuyên môn cao cùng với 2.797 bằng sáng chế trong các lĩnh vực khác nhau. Với việc bắt tay với các đối tác Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất pin xe điện, mình cho rằng điều này là hết sức bình thường, minh chứng là các nhà sản xuất ô tô lớn nhất ở trên thế giới cũng lựa chọn những nhà cung ứng Trung Quốc để sản xuất những linh kiện chi tiết trên xe. Có thể các bạn không biết, hiện nay trên 50% chất bán dẫn được sản xuất ra bởi các công ty Đài Loan, Trung Quốc.